Xin kính chào quý bạn và quý vị. Dự kiến trong cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, Samsung sẽ chính thức bán ra chiếc Galaxy Note Edge hàng chính hãng với mức giá dự kiến là 20 triệu đồng. Đấy là thông tin được đưa ra từ website mainnguyen.vn. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn với các siêu phẩm Galaxy Note Edge này với các thiết bị smartphone sách tay từ Hàn Quốc hay là từ Nhật. Trên tay mình là cái phiên bản Note màn hình cong đến từ Nhật của nhà mạng AU mình mượn tại cửa hàng Max Mobile. Nếu mọi người quan tâm về giá bán, hãy truy cập website maxmobile.vn. Chắc chắn là máy sách tay rẻ hơn phải đến vài củ so với hàng chính hãng của chúng ta. Tuy nhiên thì đối với chiếc Galaxy Note S, hàng sách tay như thế này có khá nhiều vấn đề. Có rất nhiều áp rác này, một số cái không sử dụng ở Việt Nam như là cái thời tiết chỉ sử dụng ở bên Nhật được. Hay là chúng ta sẽ bị giới hạn ký tự tin nhắn, thậm chí là nó sử dụng cái trình tin nhắn của nhà mạng AU rất là khó chịu. Rồi chúng ta bị khóa mạng, cần phải unlock bằng code, cũng như là máy hoàn toàn là không có tiếng Việt. Tuy nhiên trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn bản ROM mà đã khắc phục toàn bộ các vấn đề lỗi, ngoài ra bổ sung thêm một số cái mới dành cho Galaxy Note Edge bản AU trở thành một phiên bản quốc tế không khác gì máy chính hãng. Điều đầu tiên đó là bản ROM này của chúng ta đã được unlock hoàn toàn full. Tức nghĩa là các bạn chỉ cần lắp SIM vào các bạn sử dụng được ngay, không cần unlock bằng code nữa. Hay là toàn bộ là lắp SIM vào, người dùng đã có thể tự động nhận diện được mạng 3G chúng ta tại Việt Nam. Như vậy đây là cái vấn đề đầu tiên và rất là tuyệt vời, sóng sánh hoàn toàn bình thường. Mình đã có test qua và mọi thứ đều ok, trở thành một phiên bản quốc tế. Thực ra vấn đề này không quá khó khăn. Chúng ta đã thấy các máy như Note 3 Docomo, Galaxy Z về Việt Nam thì tất cả những cái vấn đề này đều được khắc phục được. Cái thứ hai, chúng ta đã có hỗ trợ được ngôn ngữ tiếng Việt. Mọi người thấy là đây, máy của mình đang chạy tiếng Việt. Trong khi đấy, lúc đầu mình giới thiệu với các bạn thì nó chỉ có 3 ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật hay là tiếng Hàn gì đó. Còn bây giờ chúng ta đã có đầy đủ tiếng Việt rồi, rất là tuyệt vời. Và nó khắc phục toàn bộ các lỗi có trong máy, như là lỗi về tin nhắn, về cuộc gọi, về bàn phím. Thì bây giờ chúng ta thấy là điện thoại có thể gọi thoải mái, sao 101 thăng vân vân, gọi 90 gọi tổng đài. Mọi lỗi này đã được khắc phục trên các chiếc Galaxy Note Edge. Hay là tiếp theo là chúng ta sẽ loại bỏ đi toàn bộ những app Nhật không cần thiết. Nếu ban đầu mình giới thiệu cho các bạn thì trong chiếc smartphone này của mình có đến 4 trang toàn là ứng dụng của Nhật. Nhưng mà bây giờ nó xóa sạch đi, bây giờ chúng ta chỉ có 2 trang là các ứng dụng mặc định của Samsung mà thôi. Như vậy chúng ta giải phóng được bộ nhớ máy nhiều hơn, thoải mái cho mọi người cài đặt game và ứng dụng, bỏ đi những app rác đỡ ngứa mắt, cho app rác bay về Nhật luôn. Và thay trình tin nhắn của nhà mạng bằng trình tin nhắn mặc định của Samsung. Ở cái các máy thiết bị đến từ AU thì thường là họ sẽ chơi cái trình tin nhắn riêng của AU và giao diện rất xấu, giới hạn ký tự. Thì bây giờ trên bản ROM này, anh Hoàng Nova đã sửa cho chúng ta, thay toàn bộ là trở thành trình tin nhắn mặc định của Samsung. Người dùng có thể cài đặt, người dùng có thể vào nhắn tin như bình thường. Ngoài ra thì cái widget thời tiết quốc tế bây giờ chúng ta có thể thêm được cả Việt Nam và các quốc gia khác mong muốn vào. Còn mặc định trước đây nó chỉ thêm được các cái vùng ở trong nước Nhật mà thôi. Lúc này thì trong cái trình cài đặt thì anh Hoàng Nova có thêm cho chúng ta một số tính năng mới. Chúng ta sẽ có chế độ hiệu ứng lễ hội. Ở đây nó có thể thông báo chúng ta các cái dịp lễ trong năm, như là có sinh nhật hay là các ngày lễ sắp tới. S Planner lúc này đã có thêm sẵn lịch âm cho chúng ta để người dùng có thể biết được là các sự kiện sắp tới sẽ diễn ra trong năm. Mọi người sẽ được bổ sung thêm tính năng mới là chặn cuộc gọi và tin nhắn. Nó sẽ chặn cho những cái số mà chúng ta không mong muốn, cũng như những tin nhắn rác, tin nhắn spam sẽ có thể chặn được luôn. Trong trình duyệt gốc thì bình thường đối với Samsung thì họ mặc định là không có cái phím thoát trình duyệt, mà chúng ta chỉ lướt web, sau đó bao giờ chúng ta cần thì chúng ta sẽ bấm phím home trở về mà thôi. Nhưng ở trong bản ROM này thì chúng ta đã có thêm một cái tính năng gọi là thoát internet. Lúc này mọi người chỉ bấm vào, chúng ta sẽ thoát hoàn toàn cái trình internet này và sẽ không cho phép nó chạy nền nữa. Và khi mà một trong những cái mình quan tâm đó là về bàn phím. Bàn phím thì mặc định cái chiếc Galaxy Note Edge bản của Nhật sẽ không cho phép gõ T-Lex bằng tiếng Việt, nhưng mà trên cái bản ROM này đã khắc phục hoàn toàn, cho phép chúng ta có thể gõ T-Lex tiếng Việt được ở trên cái bàn phím mặc định của Samsung. Cũng như là có một trong những cái mà chúng ta quan tâm đó là về cái bút này. Bút S Pen thì với bản ROM tiếng Nhật mọi người không thể gõ được tiếng Việt, không thể viết được tiếng Việt. Nhưng trên cái bản ROM này của chúng ta thì người dùng có thể viết được tiếng Việt hoàn toàn trên cái bản ROM của Galaxy Note S sau khi chúng ta đã khắc phục được những cái lỗi này. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Và trong cái bản ROM thì đã có sẵn root, vì thế mình có thể quay lại được cái màn hình. Như bạn đã thấy trên cái video của mình là dùng SCR Pro, yêu cần quyền Super User, thì cái này có thể sử dụng được. À, có một cái nữa đó là cuối cùng, đó là về camera. Camera thì mặc định các máy của Nhật họ sẽ không cho phép tắt âm, nhưng mà trên bản ROM này đã khắc phục được, cho phép người dùng có thể tắt được âm thanh, tha hồ cho các thím chụp trộm. Như vậy thì mình đã giới thiệu cho các bạn về bản ROM khắc phục toàn bộ các cái lỗi trên cái chiếc Galaxy Note Edge, biến nó thành một máy quốc tế hoàn toàn 100%, chứ không phải là 96 hay là 99% nữa. Bản ROM này mình download tại website là choimobile.vn. Mình sẽ cho link download bản ROM ở bên dưới cái mục about của video này. Các bạn chỉ việc bấm vào download về và chạy thôi. Nó chạy thông qua Udin thì rất nhanh. Như vậy là nếu mà các bạn thấy là mọi người đang tìm cho mình chiếc Galaxy Note S thì bản của AU giá nó tốt,
và cũng như là khắc phục toàn bộ lỗi rất là dễ dàng, chỉ cần chạy một bản ROM duy nhất, unlock full toàn bộ mạng và khắc phục toàn bộ vấn đề, biến thành một chiếc Galaxy Note S không khác gì máy chính hãng. Sắp tới thì mình sẽ có bài đánh giá chi tiết về sản phẩm này cũng như so sánh với Galaxy Note 4 cụ thể hơn. Các bạn có thể hữu ích đừng quên like, share với bạn bè, truy cập website maxmobile.vn để xem giá bán chi tiết của chiếc Galaxy Note S sách tay từ Nhật Bản này của nhà mạng AU. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.